Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình có những chiếc xe gì đây nào? Wow, đây là xe chở rác nè, rồi xe móc nè, xe ben nè. Wow, đây là xe móc lớn nè, xe cứu hỏa nè. Còn đây là xe máy xúc nè, rồi. Yeah, giờ mình sẽ bắt đầu với xe đồ rác nha. Wow, đây một chiếc xe đồ rác đây. Wow. Xin chào các bạn, beautiful, wow. Ồ, bánh bự ghê chưa. Rin rin rin. Yeah, wow, trên này có những cái coi này. Bip 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 bip. Cái này để đến nhà là đồ rác là người ta sẽ bấm coi để mình đi ra đồ rác nha. Rồi, wow, cái này như thế đây. À, một cái nắp để mở. Wow, mở ra xem. Wow, mở rác ra đấy nha bạn, để rác qua đấy nha. Rồi để nạp lại. Wow, để xem phía sau có gì. À, phía sau này là cửa mở để rác nha. Wow, đây đây. Ủa, cái gì đấy? Wow, một thùng rác nhỏ luôn. Đây, một thùng rác nhỏ xinh nha các bạn. Wow, để xem có cái gì trong này đây. Wow, ngọc trai luôn nha. Đây, yeah. Bỏ vào đây rồi để rác vào nha bạn, để rác vào thì để xe chở rác đi nha. Rồi yeah, để vào đóng nắp lại rồi. Ok, let's go. Bip 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 bip. Ai đổ rác không nào? Bip 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 bip. Rồi. Yeah, bye bye xe chở rác nhá. Rồi, ok.